Em Trần Anh Ô Tô gửi lời chào toàn thể tất cả các anh chị thân thương trên YouTube của em nha. Đây là con GRD nè, máy 1 chấm, con này xài 4 cái bếp full, 4 buri. Con này thì hôm qua Trần Anh đăng lên thì một anh trai đã rất là tin tưởng luôn. Anh trai đã chốt cọc cho Trần Anh con xe rồi. Trần Anh mang về đây, Trần Anh dặm Đồng Sơn nè anh chị ạ. Thì thợ đã làm xong xuôi hết toàn diện rồi nha. Có mấy chục triệu thôi, có 60 mấy triệu thôi ạ. Là có một cái con xe 7 chỗ để chở gia đình đi chơi rồi. Con này khám đến tháng 6 năm 2020 nè. Riêng về chất máy là bao đẹp cho anh chị luôn nha. Chất lượng xe thì cũng phải suy nghĩ rồi. Rất là cọp đây nè, máy móc nè. Vàng lạnh nha, vàng nóng, vàng lạnh còn nguyên bản nha. Trợ lực theo xe anh chị ạ. Đó, trợ lực là bốt lái nè. Đèn còi xi nhan đầy đủ hết, không thiếu cái gì luôn. Hôm qua có mấy chỗ Đồng Sơn nó hơi xấu thì Trần Anh cho qua Trần Anh dặm hết rồi nha. Con này là 4 vỏ mới nè. 4 vỏ mới, 4 bông đúc nè. Anh trai ở Sài Gòn quận 8 ngày mai chuẩn bị nhận xe cho Trần Anh nhé. Trần Anh sẽ cho tài xế giao xe miễn phí đến cho anh trai ở Sài Gòn luôn ạ. Đây ạ, đây là con GRD đây. 7 chỗ anh chị nha, máy lạnh điều hòa tự động nè anh chị ạ. Anh chị nhìn nó cùi cùi cổ cổ thì thôi chứ mà rất là tiện lợi, hai cửa lùa. Con này mua về anh chị chở đồ đạc rất là thuận lợi nha. Đây ạ, nội thất là rất là sạch sẽ, không có dấu hiệu là mục vọt của con xe nha. Máy lạnh mở lạnh buốt nè anh chị ạ. Đây là dàn lạnh sau nè, anh chị thấy dàn lạnh sau của nó không? Dàn lạnh sau nè, nguyên bản theo xe nè, máy lạnh lạnh luôn nè. Đây nè, điều hòa tự động nè anh chị ạ. Đó, đây là điều hòa tự động hết toàn diện nha. Đó, chỉnh nè, to nhỏ nè. Tắt nè, ở đây nè. Đó, anh chị thấy không? Điều hòa tự động hết toàn diện luôn. Điều hòa trước, điều hòa sau nè. Mọi thứ chức năng nè, trợ lực lái rất là nhẹ, đèn còi xi nhan màn hình đây ạ. Đó, đèn nè. Mọi thứ chức năng ổn định lắm, có mấy chục triệu thôi. Trước là kính bấm, trước là kính bấm, sau là quay tay anh chị nha. Đó, phong xe đây ạ. Táp lô đây, nhạc nhóm âm thanh nghe rất hay. Có mấy chục triệu thôi, mấy lạnh đang mở rất là mát nè. Dòng xe này, dòng xe 7 chỗ anh chị nha. Nó là xe GRD, là xe Trung Quốc đó anh chị. Nhưng mà chất xe còn rất là đẹp, rất là ok luôn. Hai cửa lùa đây ạ. Đó, ghế sau rồi không có xíu mục mọt nha. Con này dòng 7 chỗ không ít đời anh chị nha. Máy móc nè, để Trần Anh test cái phần máy cho anh chị xem nè. Máy móc là nổ cực êm ạ. Anh chị ạ, máy nè. 1, 2, 3, 4 cái bếp full. Xe không một xíu độ hơi luôn. Có mấy chục triệu thôi ạ. Đây nè, xe không có xíu độ hơi luôn chị thấy không? Máy móc đang hoạt động rất là nổ, rất là ổn định luôn. Gầm bề máy rất là ok. Mua về chỉ việc sử dụng thôi. Đó là khoang máy đó. Đó, đèn còi xi nhan đầy đủ hết trên con xe. Mới đăng kiểm xong. Đây ạ. Anh chị coi máy nè. Máy rất là khô ráo anh chị nha. Máy nè. Cổ xăng nè anh chị. Cổ xăng rất là khô ráo nha. Anh chị thấy không? Máy đâu. Máy móc khô ráo lắm. Đó, xe chỉ có mấy chục triệu thôi mà nó đẹp như thế này đây. 7 chỗ, hai cửa lùa. Mua về chở hàng hóa, chở gia đình. Đi chơi đi dạo đối với những anh chị ít tiền nha, muốn lĩnh vực về kinh doanh. Tuy rằng nó là dòng Trung Quốc đó, nhưng mà Trần Anh lựa cái chiếc máy rất là đẹp. Máy chưa bung, chưa cứng đụng anh chị nha, mua về là chạy thôi. Tức là em cũng đưa qua, em dọn hết cho anh trai rồi, dặm vá Đồng Sơn nè, bây giờ cái xe nè. Màu xanh nước biển, tượng trưng tình yêu và hy vọng rất là tuyệt vời anh chị nha. Cá tính mạnh mẽ trong cuộc sống, mới chục triệu thôi, anh chị chạy đi đâu cũng ok hết ạ. À, một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại. Anh chị nhớ đăng ký kênh YouTube của em và đừng quên bấm vào nút chung thông báo nha anh chị nha. Trần Anh chuyên thu mua lại tất cả các xe đời cũ đến đời mới. Những anh chị nào có xe cứ alo trực tiếp cho Trần Anh ạ. Báo giá qua trực tiếp qua Zalo và hình ảnh, Trần Anh sẽ tới
tận nơi để mua xe ạ. Một lần nữa em xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.